Ok, vui lên em. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục xây dựng cái trường học thôi. Lần trước là một pha 5 tiếng đồng hồ rồi. Nên lần này cũng cố gắng là chơi ít hơn tí. Để coi cái trường học của chúng ta nó ra sao. Nãy tôi vừa vô game thì thấy có cái này. Đây. Bắt đầu đã. Let's cool. Tiếp tục cái công cuộc xây dựng trường học. Hồi nãy thì tôi mở cái này lên thì thấy nó có một thông báo về cái DLC nè. Cái này là cái thị trấn dưới nước, một cái bộ mà trang sức thôi, một cái bộ mà gọi là cái gì ta, cái này là nội thất, cái gói nội thất tôi không biết có ảnh hưởng gì nhiều không. Đây, tôi sợ bây giờ cái bản Việt hóa của mình á, khi mình mua cái DLC này nó theo không kịp thì nó sẽ là xuất hiện cái tiếng Trung chứ không phải tiếng Anh đó nha, xuất hiện cái góc tiếng Trung luôn nè. Bấm vô đây thì nó quay ra là cái ạc tu kẹt luôn, có 59.000 à, nên tôi cũng muốn mua lắm á. Có điều bấm vô mua thì tôi sợ cái bản Việt hóa của mình á nó không có chạy được. À thôi, cứ mua đi. Chạy không được thì mình tắt cái DLC quá. Đây bấm vô. Giá 60k. Bị trùng nhau nè. Rồi, thanh toán luôn. Tôi còn một tí tiền trong cái quanh lanh lét á nên xài nó khá đơn giản. Chắc phải thoát game quá ta. Ây da, 60k đó bằng đôi sống 2 ngày đó. Khi mua xong rồi thì chắc thoát game, để tôi update này. Bấm sao ta. Tôi không biết bấm sao mà nó thêm được cái DLC vô đây nè. Không lẽ mình phải thoát game mua lại. Đây, nó hiện cái dấu chết DLC này, bấm đây thôi. Hy vọng thì chúng ta lại tiếp tục xây nhà, một cái ngôi trường học nó khang trang sạch sẽ hơn. 60k đó, giá không rẻ đâu, mua ủng hộ cái DLC cho đẹp thôi. Đã mở phải rồi, ok, chúng ta lại tiếp tục cho chơi. Lần trước thì tôi vẫn xếp mà cái 24 tháng 4 này. Ngày 9 tháng 4 này, hôm nay là ngày 11 rồi. Đúng ngày ra mắt cái DLC luôn á. Nên bây giờ không biết thì tôi có xây DLC được không. Học sinh gì mà thái độ gì ta. Bây giờ thì đang là cái gì tôi không biết đó. Thời tiết khá là mát mẻ dễ chịu luôn, 22 độ. Học sinh của chúng ta hơn 100 người nè. Tài chính thì sao còn 12.000 ạ. Hả? Không lẽ đi làm anh thơ nụ tiếp 10% thôi thôi. Ghi chú bên đây là cái gì? Mô đun quản lý phát biểu theo văn mẫu. À mình chọn cái này nó sẽ ra mô tả thôi, mấy cái này bình thường thôi. Lớp ít hơn là 10 em học sinh nữa, cái này có bộ được nha. Khi mà mình chuyên dụng mấy cái lớp mà khoa học nghệ thuật á, lương với nhân viên tăng 10% thì cái này nó khá là nặng tiền đó, nhưng mà trình độ quản lý cộng có 10 rồi. Giảm lương nhân viên xuống 10%. Giáo viên hơi bất mãn, cái bất mãn của giáo viên thì tôi không biết nó ra sao. Cái gì? Tăng nhẹ mức độ kỷ luật ở những nơi có lớp quản lý cũng được nha. Nè học sinh của mình bây giờ thì nó khá là bố láo nè. Nhồi với anh, nó không bao giờ học hành với anh. Tôi dán cái lần trước tôi dán cái miếng nội quy đây nè. Đó là bản nội quy nè, cho nó tuân thủ kỷ luật đó. Nhưng mà nó vẫn nhồi trời đất đó anh. Bây giờ mình đang nghiên cứu cái gì ta? À, nghiên cứu nguyên cái bể bơi luôn. Tiếp theo thì chắc tôi lại nghiên cứu hai cái này. Câu lạc bộ nữa. Mình mở cho hết câu lạc bộ đi. Lần trước thì tôi mua miếng đất ở đây nè, tôi dời cái bục cây giảng hoài. Lớp học của mình thì còn một ngày nữa là hết rồi. Cái đứa này trật tự đây quậy quá rồi. Cái kỷ luật này không biết tăng làm sao nè. Để học sinh bây giờ nó lười quá. Đào tạo mình vẫn đang đào tạo full, tôi cũng không nhớ đào tạo cái gì nữa. Rồi thăm dò đã trở về thì bây giờ chúng ta thêm một mớ nữa.
bên khu dân cư này thì nó vẫn chuyên thể dục thể thao thôi. Bây giờ sau này chắc tập trung hết vô thể dục thể thao quá. Bên này họ bán cái gì đây? Galbina đúng hộp, gà chiên rán cũng sẽ gây tăng cân, không được. Chương công lý, tập sữa, kích thích sự tăng trưởng, ăn phát là lên sức mạnh. Chắc mua thử cái này cái. Vậy chắc mình có khả năng mình bán được trong canteen á. Hai bên này thì mình đang đi tiến hành nghiên cứu rồi. Cho một lớp lại đây, lớp mà nhoi nhoi. Tôi sắp lên được cấp 6 nè anh em ơi. Tôi có tuyển dụng được nhân viên nào mới không? 44, 44 thì thấp quá, không được. 50 có giấy chứng nhận quản lý luôn, mọi thứ khá ổn. Bây giờ 50 thì vẫn hơi thấp. Nhân viên hậu cần thì chưa cần cho mấy. Trời mưa tầm tã luôn ta. Ở miền Nam của tôi thì hôm gài nó không có tí giọt mưa nữa, mấy tháng trời rồi. Sao kinh tế của mình nó lũng đoạn dưới vậy nè. Thi đậu không đó? Ok, thi đậu thì cứ đổi nguyện vọng thôi mấy. Tôi đâu có cấm mấy học sinh thì mình của mình mà đổi nguyện vọng đâu. Mà thay đổi vào cái ngày cuối cùng phút chót như thế này cũng hơi mệt đó nha. Nè tiền lên rồi nè. Hồi nãy sao mà tụt giảm nghiêm trọng quá không biết nữa. Không lẽ đi thôi nụ. Chi phí bảo trì tới 6.000 một ngày nữa nè, khủng khiếp. Mình xây nhiều quá. Sơn bóng bàn này bảo trì mệt gì. Mấy cái phòng học cũng mệt nữa. Hồi học sinh tới 240 lận. Mấy học sinh này nó chơi cái gì dữ vậy? Sinh học 1.500. Phòng ăn chơi cho học sinh 1.500. Sập đồ ăn bây giờ hơi thiếu thốn. Tạp hóa thì mình xây hai cái. Bộn tiền nha, bộn hơn căng tin đó. Tạp hóa này được. Căng tin của mình kỹ năng của đầu bếp là cũng khá là cao mà ta. Nhưng mà sao bán buôn không có lãi gì em vậy? Lại bắt nạt bạn à. Bây giờ mọi chuyện khá là chậm rãi đó, tôi không biết cái DLC nó nằm ở đâu nữa. Rồi rồi rồi, lên. Cửa hàng bán đồ ngọt là chắc mà giáo viên của mình béo phì hết luôn á. 300 điểm nữa. Tầm hết học kỳ này là mình lên được mức 6 rồi. Đi vệ sinh thì ghé đây mà đi nè. Cứ phút tất gì ông ta mà nó không đi vậy. Nước cây xanh á. Cái thẩm mỹ này có tác dụng méo gì không ta? Một à. Chắc phải đẩy mấy cái này gán lên 7 điểm nữa, 8 điểm nữa. Để tôi coi xây được cái gì. Nội thất nè, trang trí nè. 8 điểm nữa thì mình có mấy cái này mới nè, nhưng mà nó chưa có dịch gì hết. Cửa này cũng hai cây xanh là cùi bắp. Cái này trong cái DLC nè, nên mà nó can thiệp game khá là sâu nha. 1.500 mà nó tăng được tới 15 điểm nữa, khá là ngon luôn á. Này là gì, nó không hiện rồi. Rồi nó hết hiện luôn rồi. Cái gì tôi không biết nữa nè. Nó dạng như là cái bức tường vậy.
khá là rẻ luôn, chỉ có khoảng 360 à, nên mình xây là cho cái này nó lên level 3 luôn á. Điểm xây dựng là 5,5 này, tiến độ 4 này, ngon nha. Đôi đang xây mà trang trí. Trời ơi, cái gói này 60 ngàn của tôi đó nha. Phải cái này không? Cái nữa đủ. Rồi tối đa luôn. Tương tự bên đây cũng gì luôn. Có 3,6 ở ghẻ bèo à. Mà nó lăn được cái 6 điểm nữa. Đó, hiệu quả tăng 200% rất là ngon luôn nha. Rồi thử bên đây mình chơi cái trò đó được không? Không, 150 thì hơi nặng. Cấp 3. Rồi tiếp đi. Phía trên này mọi thứ vẫn hoạt động khá là trơn tru. Phòng tinh học này đúng tiền phết luôn á. Từ từ mình cố gắng nâng mấy cái tòa nhà này lên bậc 3 sao. Hồi nãy tôi thấy có xây dựng cái gì mới nè. Quản lý nè. Bể bơi với sân bóng gỗ đúng rồi. 12.000 trời ơi. Sân bóng gỗ. Nguyên cái khu đó thì chắc tôi quy hoạch nó ra đây. Hoặc là cái khu này thôi, khu này của mình trống ngay trước sân luôn nè. Giờ cái này xét xét vô. Không, giờ cái này đi ra đây luôn. Căn tin của mình có nên mở ra thêm một ô nữa không? Căn tin đạt cho cái bậc 3 luôn rồi. Có cái cửa nào mới không ta? Cái này cổng chính, cái này là cửa mới nè. Cộng cây xanh tầm nhìn gì nhóm ra nè. To quá là không được rồi. Thì như thế này thì rộng quá nó không cho mình vượt giới hạn. Đi mở chỉ được một ô nữa thôi. Ủa tôi đang xây cái cửa nào vậy ta? Tay này thì chắc tôi bỏ luôn. Tôi chuyển qua cái phương đông nữa rồi. Đây là mình còn một cái mà gian bếp phương đông nữa nè. Như nãy mình không có diện tích để mình xây.
Đây là cái gian bếp phương đông của mình. Bây giờ mình có thể đổi được thực đơn mới. Ý, mình ăn cái này nó cộng chỉ số này nha. Bây giờ mình bán được có cái món rồi nó đâu trời. Burger bò ba tầng. Phương Đông thì bán được cái cơm thịt heo hết. Chỉ nhiêu đó thôi. Phương Tây có vẻ ngon hơn. Rồi chuẩn bị thi rồi. Xong cái bánh ngọt ở đây. Chỗ này bán cũng khá là tốt. Bàn ghế thì chắc là không thiếu đâu. Vẫn đủ mà người ngồi đâu. Cho nó để chơi món ăn trời. Gì không đủ chỗ ngồi. Lớp 20 đứa thì 5, 10 với thay 20 là vừa đủ. Này mình xây khéo khéo khi lên được á. Cộng 3, cộng 7. Bảng đen lần trước mình gắn nó đâu ta? Cái bảng đen nó nằm ở đâu? Cái này nào phải không? Đây là thiếu bảng đen nè, mình thay cái bảng xịn sò này vô. Kệ để sau thường đi. Quan tâm. Nên được 108 điểm. Mình còn thiếu khoảng là 27 điểm. Chắc tôi thay cái gạch sàn. 27 điểm thì tôi thay cái gạch sàn đi gần 10.000 là được á. Cái này 18 điểm à. Ngon. Mua cái DLC này giống mà pay to win quá. Mình còn 10 điểm nữa. Thì này đặt ngoài trời. Chén cái này lên là đủ luôn nè.
Rồi, mát luôn, đã đạt của level 3. Tôi sẽ thay cái phòng bên đây thành cái phòng tương tự như vậy. Mình chọn cái này, sau đó mình chọn luôn sao ta? Đây lưu bản vẽ nè, phòng môn sinh học. Xác nhận. Bên này tôi thanh lý ở bên đây luôn. Ủi bỏ. Sau đó mình copy cái hàng ngày mình dán qua. Đó, được cái thành tựu gì đấy? Thi chưa, thi chưa, sắp thi rồi, vừa động ngoại khóa xong nữa là tụi nó đi thi đó. Tiền nãy giờ của mình không lên nổi ta, thôi nghiên cứu câu lạc bộ đi, mà không có tiền xây câu lạc bộ nữa, chưa có xây được mà mấy cái chỗ sưu tập bốn gỗ rồi cho tụi nó nè, chưa có sưu tập bốn chuyện với nhà hát gì đó. Mình đang nợ mấy đứa học trò khá là nhiều quá. Một một, một hai, hai một, hai hai, ba một, ba ba. Cấm đút chưa nhá. Chơi màu đỏ luôn, cấm đút chương ở ngoài mới có thấy mấy cái đơn ứng viên nữa, có 21 mà, nhưng mà 42, 32, 42 bên này thì tuyển vô là ngon nghẽ luôn. Rồi coi học sinh mình nó đi thi làm sao. Quá trời, mỗi đứa tóc một màu luôn, y chang như mà trong chuyện mà Kunaguto vậy đó. Đương nhiên là đậu hết rồi, tôi là giáo viên mà. Đó, trường mình chuẩn bị lên cấp 6 rồi, lên được cái trường huyện cấp tỉnh quá. 100 ngàn, ngon. Có tiền rồi đó anh em ơi. Phố cá tính của mình vui luôn rồi nè, bây giờ phố đất đen với phố Maxwell mình chắc một đợt nữa là mình đủ á. Cái này lên được 25 điểm. Thì đợt sau lên 25 điểm nữa, tầm 97 điểm. Quá ngon. Thưởng 10.000 tiền cho Tết Trung Thu cho mấy cháu nữa cơ. Chết rồi, để tôi lock FPS rồi. Cái gì đây, cái gì đây? À, lứa của mình nó tốt nghiệp hết rồi nên mình bổ sung lại vài em mà vậy em đính mới vô. Rồi năm đứa này gánh tem nha, thư chúc mừng của mấy đồng nghiệp mình đây, tôi có tranh học sinh với thầy đâu, cô cá tính rồi. Ok, ông không lấy thì tôi lấy thôi. Rồi biểu đồ khu này của mình thì chưa có, bên này nó thiên về nghệ thuật lắm, mình chịu không nổi, bên này mình cũng không nổi luôn. Mấy cái khu này là nó dạng thể dục thể thao nhiều lắm, khu này là mình chiếm trọn luôn nè. Khu này thì nó thiên về một số cái điểm này tôi không dám nhận vô, 188 lần cao dữ lắm. Bây giờ phố đất đen của mình chiếm trọn cái khu này,
97 300 đô cho học sinh, nhưng mà nó rất là ngỗ nghịch nha, quản lý mệt lắm á. Do học sinh thuộc diện khá giả nên học sinh chỉ quyên góp cho trường mình là 200 đô. Ngon rồi, nhìn giàu quá mình không nổi. Chỗ này được, chỗ này mình mở chỗ tuyển sinh được nè, phố Trúc Khê nè, nó là dân với này thôi. Ok, bắt đầu tuyển sinh. Ừ, chúng ta vô lớp mới rồi. Mình nên đầu tư cho bên này lên không? Thôi, không đủ tiền. Núi Trúc Khê này nó thiên về văn học á, nên mình đầu tư vô cái điểm văn học đầu tiên đó. Hai điểm luôn. Đấy, 3.000 19 điểm nữa, lên chưa? Đó, lên được trường cấp 6 nè, màu tím luôn rồi đó. Lên trường cấp tỉnh nè. Mình còn cấp 7 nữa, nhưng mà để tới đó đi, bấm vô coi thì nó sờ phôi uổng lắm. Tôi muốn bất ngờ thôi. Gì đây? Khen ngợi, khen luôn. Trường gì có 9 học sinh gì trời. Giáo viên bi hồng thì coi số liệu làm sao. Bên này bán mấy cái gì đây? Mấy cái cửa sổ, mấy công trình kiến trúc ngộ ngộ không à. Thôi, chưa cần. Bên thầy này có cái gì mới mới không? Vẫn là rau củ quả thôi à. Bán kem thì chắc mùa nóng. Chắc cơm kèm thịt sốc được rồi, trên 5.500 mình mua được hai cái món này nè. Bây giờ tặng cho em nó một tí tiền 3.000 thì mình lên được luôn đó, mình mua hai hộp cá cơm giữ vậy đã. Mười ngàn không đủ, năm ngàn không đủ luôn. 6.000, vậy là khoảng 6.200, 6.300, 6.300, méo ổn, 6.500. Tôi hình như bị cái lỗi bết rồi nè, mất tiêu cái bên đây của tôi rồi. Cửa sổ, cái cổng chính gì ngầu lòi vậy nè. Rồi ok, mình có cái món đó trong canteen cho ta vô coi thử. À đó, ngon quá, ngon luôn, cộng rất là nhiều hiệu ứng luôn á. Có khi mình mua thêm cái nữa đi. Đâu rồi, đâu rồi, em này bán đồ coi bộ ngon nhã à. Giao lưu bán luôn hộp còn lại em ơi. Hộp này mắc cái gì đó hả? 20.000 thì dư. Vậy là 10.000 chắc cũng dư rồi. Quất luôn. Sau này có khi tôi mở thêm một cái canteen đó. Không bán cơm thịt kho nữa đâu. Nhưng bếp ẩm thực phương Tây. Chết rồi. Phải làm sao tối ưu cái khu này lại được nè.
Ổn rồi ha. Ổn rồi đó. Bây giờ mình mở bán được cái món đó nè. Đây đây đây, cái món mới của mình. Cái món này nó chỉ là giảm cân thôi. Món này có cộng điểm nè, món này cũng có cộng điểm đó nè. Rồi được rồi. Giáng sinh này Halloween. Giáng sinh đi. Giáng sinh cho học sinh nó vui chơi một tí. Rồi, bây giờ mình tuyển vô. Nhận toàn bộ. Toàn bộ luôn. Toàn bộ luôn. Giáo viên của mình lên bậc 6 rồi mình tuyển được. Thanh niên 62 này khá là ngon luôn nè. 85. À bậc 7 rồi. 57 bậc 7. Không. Chỉ số này hơi thấp. 62 này tôi không biết tuyển về cho làm được cái gì. Coi là cái đội ngũ giáo viên của mình hiện tại đang rảnh hai người đó, đang đào tạo luôn. Cái thanh niên này thì không đào tạo. Sếp ơi, thấp nhất của mình là 39 nè. Chắc tôi sẽ thay giáo viên chủ nhiệm này bằng giáo viên chủ nhiệm ở trên đây. Chỉ số này 50. 62 thì cũng cao lắm á, 62 là thuộc hàng tốt của mình luôn, nên chắc tuyển đi, tuyển về đấy đó, tuyển về đấy đó. Nhân tài 39, 42, bảo vệ 42 thì không có gì mới. Rồi, tiếp tục tuyển sinh. Phá dở người tiết ít 17. Mở học hoài Giáng sinh. Bây giờ nội thất nè, lễ hội nè, Giáng sinh là cái mới nè. Cây thông Noel, còn cái này là cái quái gì đây? Dụng cụ nặng người tiết chắc đặt đây do mấy học sinh nó vô nó nặng. Rồi ok ha. Bây giờ học sinh này mình sẽ phân lớp cho nó. Cái này khá là dễ nên phân qua lớp 2. Khoan khoan khoan. Cái lớp 1 của mình môn học 62 thì cũng khá nhẹ nhàng đó, nên phân mấy cái đứa đó vô lớp 1 đi. Nó nằm đâu ta? Đây à? Vải. Đây đây đây. Rồi mấy đứa này sẽ vô lớp 2, một cái lớp khá là chuyên. Chuyên luôn. Ừ, mấy đứa này cũng 62 à. Cũng không khó cho mấy. Có mấy đứa này thì khó hơn nè, nó chuyên hóa. Lớp 2 là gần như là lớp chọn đó. Chuyên văn. Chết rồi ta. Một bên chuyên bên này chuyên bên kia hả?
Như thế này giữa 6 đứa thi góp gì văn học nghệ thuật không đủ. Xóa hết, xóa hết. Bây giờ cho nó cái này là cái gì vậy? Môn đặc biệt này nào, môn quái gì, tiếng Trung không vậy? Chết tôi rồi. Không, cái này thì bỏ vô nó không có bút. Cũng không có bút luôn, không bút luôn. Ủa gì cái này sao? Không đọc được anh em ơi. Không biết cái này nó là sao. Như cái này tập đọc buổi sáng nè, là cái này nè, là anh em sẽ tăng được rất nhiều điểm này. Tăng được rất nhiều điểm môn ngữ văn luôn. Còn luyện tập trí não thì nó tăng rất nhiều vô đại số. Đó chỉ cần hai cái này là gần xong hết nè. Bây giờ thì tới là môn đặc biệt liếc mắt là sao đó. Luyện mắt thì buổi này đi. Đạo đức. Giao tiếp xã hội. Đi tình nguyện. Nguyên một ngày chỉ để ăn chơi đó. Còn lại là hai cái này thì thể dục buổi sáng. Cho học thể dục đấy. Bây giờ đủ điểm thi lực rồi nào. Còn cái cuối cùng là luyện mắt. Luyện mắt xong thì cứ cho nó học nghệ thuật là xong. Đó, đầy đủ hết, không đứa nào gớt hả? Hai đứa này không đạt điểm tuyệt đối thôi, do thiếu môn văn với môn toán à. Bốn mươi lăm mà không đủ trình độ giảng dạy là sao? Bảy mươi tám mà nó báo vẫn không đủ trình độ giảng dạy cậu. Game mày bữa à. Rồi bây giờ xong lớp 1, chúng ta qua lớp 2. Học sinh thi rớt thì chủ yếu là lớp này chỉ cần văn với toán thôi, không có mấy môn này vô. Vẫn rớt hết đó. Bây giờ sinh hoạt đầu giờ của mình nên tập trí não, tập trí não, tập đọc buổi sáng, tập đọc buổi sáng, luyện giọng là cái gì, nghệ thuật phải không? Luyện giọng rồi đó, toàn bộ được bút hết rồi đó, rồi vẫn không biết cái này là sao thôi. Và lớp 2 luyện tập trí não thì bốn cái này xong rồi, tới bốn cái văn rồi, đậu hết rồi đó, ngon rồi đó, điểm tuyệt đối luôn nha. Trong dư thời gian thì thử cái mà anh Tàu này.
Rồi, ok luôn. Hơi thiếu điểm môn văn. Nó hơi thiếu điểm môn văn thì giờ mới xong có lớp 1 mà thấy cái đầu khó khó nữa nha. Mấy lớp sau thì nó vẫn học phải có biểu cũ thôi. Rồi, tạm thời như thế này ok đó. Tôi nhận thêm học sinh nữa tính luôn. Bây giờ mình xuống đây xây cái mấy cái khu vui chơi cho tụi nó nè. Hồi nãy là tôi chưa có xây mấy cái phòng câu lạc bộ cho nó. Câu lạc bộ bóng rổ thì có cái rồi. Đời sống thì nó có cái phòng gì mới nè, tôi không biết có phòng gì nữa. Cửa hàng đồ ngọt thì chắc mình mở gần gần đây luôn. Không ổn rồi. Chắc phải dời cái căng tin hai cái tạp hóa này qua bên đây. Để tôi tính cái đường mà xây nó thôi. Mảnh đất này 60 ngàn là đắt lắm đó nha. 50 ngàn. 30 ngàn là rẻ nè. Mảnh đất này khá là rẻ nè. Xây lấn ra đây quá thì nó cũng kỳ. Mua luôn cái mảnh bên đây cho nó rộng rãi, mua luôn, giàu có rồi không có tiếc tiền ba cái đó. Tôi muốn xây thêm một cái khu riêng nữa nhưng mà không biết cách nào xây á. Này là cái gì vậy? Còn 90 ngàn, bây giờ bắt đầu xây thêm mấy cái mới nè. Tham quan là sao? Trời, thư viện trường. Rồi, xây cái khu tham quan ở bên bển.
Câu lạc bộ có hội học sinh, có câu lạc bộ nhạc pop thì chưa có nào. Không có chỗ xây nữa em ơi. Mình nên mở rộng ra khu này đúng không? Có tiền thì cứ quốc hết, không có gì phải ngại cả. Mười ngàn quá đơn giản. Mấy cái này rồi hết nào, sân chơi rồi, cửa hàng đồ ngọt thì tí nữa mình sẽ xây ở đây. Một trăm hai chục đô trên ô, 10 điểm quản lý rồi. Phát biểu luôn đó, bây giờ mình có cái phòng bên đây để mình phát biểu rồi. Cho mà 10 điểm tệ gì nào. Thân thiện với các em thôi. Còn 10 à, mình nên được thêm một cái chủ đề thứ hai nữa, bàn về trường lớp. Học sinh của mình nó mặc đồ Noel không à, khen ngợi. Có đứa nào hy rớt đâu mà an ủi động viên chứ. Bây giờ bắt nó học cái là nó hơi mệt đó nha. Thôi cho nó học đi, phát triển toàn diện đi. Trừ có 5 điểm à. Đó, chơi với thuộc lòng luôn rồi. Rồi bàn về đời sống. Trọng năm hơi ít điểm thấy. Khen ngợi. Thanh thản, thoải mái đi. Thầy điều hành cho mấy em học hành thoải mái luôn. Khuyến khích mấy em học tốt, làm tốt. Đó, tăng trí lực, tăng học lực rất cao. Đứa học sinh của mình bây giờ nó tốt điểm tốt nghiệp khá ngon rồi nè, có điều mình bị béo phì quá. Giờ đây lắp đồ chơi nè mấy em. Rồi ăn canteen cái nó bút chỉ số lên, thấy anh em thấy khủng khiếp không? Ủa cái này là giáo viên cũ của mình. Ai đây, thanh niên này là ai đây? Nhân viên nghiên cứu hả? Nhân viên nghiên cứu lên tới trình độ quản lý cũng được. Đào tạo mình còn một tốt trống nè, cho thanh niên mới tuyển vô 62 nè. Tôi vẫn chưa biết làm gì, nhưng mà trước mắt cứ lên mấy cái trình độ quản lý đi. Chỗ này mình chưa tuyển nổi, phải mở một cái lớp chuyên luôn á, chuyên học luôn thì có khả năng tuyển nổi. Thử không ta, lớp này của mình là cái lớp học chuyên luôn à, thậm chí dư nguyên một mớ nữa nè, nhưng mà cũng chỉ khoảng 100 điểm văn thôi, điểm văn mình chưa có lên nổi. Cái vị dông này có là 14 gì đó hả? Không được rồi, con phát cơ là phải lên này. Tí nữa đào tạo xong thì mình cho thanh niên nó lên. Bây giờ miễn giáo viên là giáo viên tự nhiên của mình hơi nhiều.
nhưng mà trình độ giảng dạy rất là thấp thấp thấp, rất là điều luôn nha, chết rượu rồi. Toàn là dân nhân viên nghiên cứu mà xã hội thì có cô Lâm đầu gánh, anh thanh niên này tí nữa cho lên trưởng nhóm bộ phận nghiên cứu nhưng mà vẫn phải đi dạy nha. Thanh niên này là tôi đào tạo từ đầu á, anh em nhìn level 2 mà chỉ số nó toàn 80 á, cho anh là anh em biết rồi đó, tôi cưng như con ruột luôn. Em này thì chuẩn bị sa thải rồi, 42 rất là cao, đang gánh tem nên bây giờ chưa sa thải được. 55 và 46 quản lý, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm. Ông này có đào tạo lên thì vẫn không hơn em này bao nhiêu, nên chắc là không giữ đâu. Giáo viên nghệ thuật nè, vẫn giữ nhưng mà chỉ để đây thôi, không làm gì hết. Có đào tạo thì đào tạo cái học lực này lên nữa được rồi. Rồi bây giờ mấy giáo viên gánh rảnh này để cho họ mà đi dạy học nữa, nên chưa có bỏ được. Chỗ này nó yêu cầu khá là cao. Chỗ này tôi có thể mở được quốc luôn. Nó tăng rất là nhiều quá không? Nó bằng, trời ơi, chỉ số nó cao phết luôn á, khủng khiếp luôn. Chết tôi rồi, dạy sao nổi. Đi ra, vô lớp chọn không biết gánh nổi không nữa nè. Rồi. Chấm than gì đây? Không đủ điểm môn văn học cho nó. Không được không được, mấy môn này là dẹp hết dẹp hết. Tập trung vào việc học. Luyện tập trí não cho 4 điểm giải tích. Tập đọc buổi sáng. Lớp này chỉ có học thôi. Đó, lớp này chỉ có học và học thôi nha. Không có ăn chơi được đâu mấy cưng ơi. 2.69. Nãy mở ở đây nó xấu à, mở bên này nó đẹp hơn á, để xấu cả nguyên cái trường luôn. Thôi bỏ đi bỏ đi. Nè, tôi sẽ xây cái khu đồ ngọt hoặc là tôi dời cái canteen qua đây luôn. Đau quá. Trên này xong rồi, trên này chắc là cho cái khu mà câu lạc bộ nó qua đây hết. Bây giờ mình nghiên cứu cái học đi, cho nó học đi. Nó học bây giờ hơi lo. Siêu thị. Thanh niên Thomas này sao chỉ số thấp dữ vậy ta? 44 mà 53 nghiên cứu thì chắc cho mà sa thải luôn á. Bay luôn đi. Tôi sẽ dời hết câu lạc bộ qua. Ừ,
mở rộng ra cho nó một tí nữa. Bây giờ đất mình có nhiều rồi. Rồi đẹp chưa? Anh em thấy sao? Phòng này nó có cái gì mới nè? Ô. Bạn đi chú. Túi ngủ gì đây, nó gì ông nội? Mấy cái này chỉ là mang tính cho nó đẹp lên cái phòng thôi. Bể cá gì đây nữa không? Rồi được rồi, hiện tại nó đang có 5% thì không bao nhiêu. Ok, là câu lạc bộ bóng rổ, tiếp theo là câu lạc bộ nhạc pop. Mấy này cấp 1 không à, không có nào đáng kể cả. Cái này khá quan trọng nè nha, để cho học sinh nó vô đây nó tập luyện nữa đó. Còn khoảng 10 điểm nữa thì xây cái gì trang trí nữa được rồi. Cho nó bể cá đi. Đàn cho cá nó nghe. Tủ đựng đồ, bàn để đồ. Còn 1 điểm nữa. Rồi ok, mát chỉ số luôn. Thêm cái cửa, cửa sổ, mấy cái cửa này mới nào không? Và 700 đồng. Thì bây giờ cái chỗ này chắc mình dọn luôn. Bây giờ câu lạc bộ nhạc pop của mình tài năng, còn bên này là thực lực. Có tài năng mà có thực lực thì cho thanh niên này cọc tính à. Cọc tính này nó quậy lắm anh em ơi. Cho này làm đội trưởng. Giáo viên của mình cho ai đi quản lý bây giờ? Ngày rảnh rỗi đi làm bên đây luôn. Còn được nữa không? Nhiều dữ vậy đó hả? Thôi thôi thôi, nhiều quá rồi. Khoảng là 2, 4, 6, 8, 10 đứa được rồi. Thực ra tôi chỉ cần 8 đứa thôi á. Ba cái này, bốn cái này nè. Tí nữa tôi sẽ xây bên kia. Tôn gỗ, phòng tắm nam, môn sinh học, môn xã hội, môn thanh nhạc, phòng mỹ thuật, cửa hàng tạp hóa, căng tin, mấy cái này thì rồi hết rồi. Phòng trình chiếu, phòng y tế, tư vấn, nghỉ ngơi. Đi coi từng cái đi, tổng vụ là xong hết rồi nè. Tổng vụ ok, quản lý hành chính.
Phòng này là phòng mới, tôi không biết nó là phòng gì luôn. Theo như nó ghi chú á, thì đây chính là cái phòng học á, nhưng mà tôi không biết phải không. Đây nè, xây thử cái. Cái phòng này của mình là bao nhiêu ta? Nếu xây thử thì 1, 2, 3, cách lên 3 ô. Chiều ngang là vừa cái này luôn. Rồi được rồi. Cái này giống cái phòng học nghệ thuật á. Thôi chết rồi, nó ghi như thế này biết cái này là cái gì đây. Là phòng học thư pháp anh em ơi. Cái này là anh em vô đây học thư pháp. Cái này là bàn giáo viên nè. Sao độc nhất nó nhiều dữ vậy nè. Phải thì thời đại này còn chơi nến hết. Cái bàn này là cái bàn nào vậy? Tôi không biết mấy cái này là cái gì luôn, trời. Còn cái 100 điểm nữa đâu. Thôi tạm thời như thế này được rồi. Chỗ niên phá là sao? Mày giải cái gì mới được chứ? Thank you.
Béo hiểu gì luôn. Môn đặc biệt của mình thì nó không có môn nào cả, không có bút lên nè, đạo đức cũng không lên nè, chữa cháy cũng không có nè. Nó không có bút lên cái nào luôn. Thiếu giáo viên á ta, mình không được xếp chung. Như bên đây là học cái này rồi, tự nhiên giải thích rồi thì bên kia ngược lại. Bên này sẽ là ngữ văn. Ủa sao lại thi gớt chữ gì nào? Cái gì? Như vậy thì nó lại thiếu điểm môn văn. Môn đặc biệt mình có thể đề chồng mình luôn cho tụi nó mà. Sao lại thi rớt nữa? Thiệt. Không được, môn đặc biệt mình không chồng mình được. Đọc buổi sáng hai bên là trùng nhau nè, nên bên bên này á bắt buộc phải là luyện tập trí não để không có bị trùng lịch giáo viên đó. Sao bên đây nó học cái một là nó đậu luôn rồi vậy? Kệ, mở thêm lớp nó đi, lớp 13.
tạp chí não. Hiện mà tập đọc buổi sáng, mình tập chí não, nói chung là ok hết đó. Này nó vượt trần luôn. Đó bên này cũng là một lớp chọn nha, xây thẳng cái phòng này đây. Không biết cái phòng này nó dễ lên 3 sao không? Lên được 4 sao không? Lớp này lớp kiểu mới, học sinh bây giờ nó lại bậy rồi, giáo viên khiển trách nó đi. Bốn tiếng nữa mình tuyển được một mớ nữa, bây giờ đang rất cần giáo viên xã hội nè, 85 rất là cao luôn. Bốn chín thì thấp quá, bốn ba cũng thấp nữa, 70 thì quá cao, 57 vừa nè. Mình đang thiếu giáo viên xã hội nên tuyển thêm một em gì nữa, xong rồi cho đi đào tạo để lên đó luôn. Bây giờ phải đào tạo giảng dạy mới được, nãy giờ mình không có chú trọng vào gì bán giảng dạy. Cái thanh niên 82 này có 14 trình độ giảng dạy không? 5.000 đô 10 ngày nên giảng dạy 64 luôn nha. Đi cuốn này hơi lâu đó. Yêu cầu cũng đôi, là đây bên này xây xong rồi nè. Ủa sao nó lại xây bằng cái này? Trời, xây bằng cái đó dễ cháy lắm. Cái này bị gì? À lạnh quá, mình chưa có chết rồi, lạnh là phải xây lò sưởi nha. Bây giờ xây cái vấn đề lò sưởi đó, nhiệt độ á, phải xây cái bình này trước nè. Xây cái này thì nó cung cấp cho mình có mười máy đun à, để xây gần ba cái á. Cho nó xây máy sưởi ở trong. Xây máy sưởi phải xây thêm máy lạnh nữa. Công cụ nhiệt độ, một cái máy lạnh, một cái lò sưởi. Như bên này gặp mấy cái phòng khác thì cũng phải có cái lò sưởi luôn, chứ không thôi phòng nào nó cũng lạnh hết. Đây
À, hai vòng này nó khác nhau. Rồi, cái tầng trên này coi như ok hết rồi đó. À, bên đây mấy vòng nữa dưới cái cửa sổ nó không cho xây cái gì đó. Sao lại vướng mặt cản? Vướng cái méo gì? Một, hai, ba. Mấy cái phòng bên đây mình cũng phải làm vậy luôn. Mấy cái phòng quản lý này á là mình không có thể mà xóa thì copy lại được, bắt buộc phải làm kiểu này thôi, hơi tốn thời gian tí đó. Tương tự cái phòng bên đây cũng vậy luôn, mình mở rộng mỗi cái có một ô, bắt buộc phải làm lại từ đầu. Bây giờ làm cái nền nhà trước. Bây giờ sao tôi không dời được cái gì đi luôn đâu, hay là tải miếng gạch này. Trời ơi, lấy gạch rồi là không có dời đồ được. Cái này hình như là cái lỗi bết đó nha, chứ sao mà mình chạy thảm xong mà mình không di đồ được. Bó tay luôn. Chạy thảm xong mà không di đồ được là quá sai đó nha. Thì trộn. Cửa đi vào, xây mấy cái cửa sổ ra. Rồi lên bậc 2 hết rồi. Rồi lỡ rồi. Bó tay. Bây giờ nó không do đặt tấm thảm gì luôn rồi. Bà không em. Cái ghét tôi bán sạch hết luôn, không có giữ lại mấy cái nền nào đó. Rồi bây giờ cố gắng đưa cái phòng lên bậc 2, còn thiếu 15 điểm nữa.
Bán nè, bán này à. Con này còn thiếu là 16 điểm. Ok. Vô trang trí. Coi gắn được cái gì xịn sò vô thì gắn luôn. 16 điểm thì cái này là 12. Hai cái này 12. Này bự quá vậy. Coi bự quá. Cái này vô 6. Đầu tiên thì vô tấm áp phích rồi đi. Hai này trùng nhau nè. Thôi đổi qua. Chết rồi, mỗi lần đổi là đổi hình luôn hả? Tám điểm nữa thì không lẽ lại cho thêm tấm áp phích nữa cho nó nhanh gọn đơn giản. Cái này là phòng hiệu trưởng hả? À, đúng rồi, thiếu ba mấy điểm nữa. Trang trí thêm vào tấm áp phích nó vô, có cái bể cá rồi ta. Trang trí mình có cái chậu cây cũng xịn sò lắm, nhưng mà nó nằm ở đâu mất tiêu rồi. Đây nè, đây nè, còn 12 điểm nữa thì dán dài tấm áp phích trang trí vô là đủ. Mấy phòng này thì chưa có lò sưởi nào. Ủa có rồi. Rồi ok hết. Mấy phòng bên này thì cũng mà có rồi luôn. Cái gì này trời ơi, nó dơ. Nội thất vệ sinh. Hai bốn sáu, bốn thành bốn thì cũng hơi bé đó.
cứ lùa công nghiệp. Cộng 10. Phòng này thì cửa gỗ nó hợp hơn. Bà nó lại dướng cái nền này. Nhưng mà thằng này đã xây được nè. Rồi, hình như là hết rồi đó. Tất cả các phòng đều ngon nghẽo rồi. Không có bắt nạt bạn đó nha. Ok, bây giờ tụi nó hết lạnh rồi đó. Cái phòng trên này sao? Đây 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 còn cái dãy bên đây 3 4 phòng, 6 phòng này chưa có chỗ gắn nè. Đây đây đây, mình dán vô chỗ này được. Trời ơi. Thiếu à? Thiếu cái này nè. Vệ sinh mình chơi lên cái thùng rác nó xịn hơn.
Bây giờ học sinh nó than lạnh thì tôi biết làm sao giờ. Hiệu trưởng này cũng phải là dạy học nữa. Chuyên môn giáo viên là giáo viên gì đó. Lứa phố cá tính này thì nguyên vàng này thì khá đơn giản thôi, có mấy đứa này nè và đưa qua lớp 2 nè. Dạng này thì đưa qua lớp 1. Giáo viên chủ nhiệm cũng theo không nổi không ta? Thanh niên tên là Vigin Network. Chỉ có 23 thôi, chịu không nổi áp lực quản lý. Mình còn dư khá là nhiều cái vị trí của thị trường. Bên này là xây cái phòng bán bánh kẹo nè. Không biết cái phòng này phòng gì nữa, bên này xây cái phòng đồ ngọt.
trà sữa. Coi bán cái này mà bán đắt á. Này mình không có chỉnh được cái gì hết ta. À đây mới bán được rồi nè. Cây mốc quế. Bánh táo. Trà sữa, bánh ngải. Ngon. Đầu bếp phải có chứng chỉ buôn bán. Rồi ok. Hậu cần nè, trung tâm giới thiệu việc làm nè, đầu bếp nè. Bữa sau đầu bếp phải có chứng chỉ buôn bán người bán hàng chứ. Rồi quốc luôn, nhanh gọn. Ủa? À không, mình nó bán tập quá rồi, bán bánh đi. Sao nó vẫn chấm than đó? À, thiếu tầm nhìn. Xây dựng nội thất. Cửa đi. Thêm cái đèn nữa. Đèn này 1.000 đô luôn nha. Mắc bãi á. Cái bóng đèn có 1.000 đô. Cái gì không cần quản lý là sao? Bị lỗi gì không vậy? À phải 50 lận mới được. Thanh niên này mới có 49 à, kệ bán tí thì nó lên thôi. Cái cháo trà lạnh như thế này, cái cháo đi thả diều đó à. Rồi bây giờ mình đào tạo thanh niên đó luôn. Thanh niên mà cửa hàng đồ ngọt á, cho nó lên luôn. Nhưng mà chắc không được đâu. Giáo viên xã hội nè, giáo viên xã hội nè. Giáo viên này thì tăng cái quản lý lên rồi mới tăng cái dạy học. Sau này mình cho đứng lớp chủ nhiệm luôn á. Ê, 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 ê. Không đủ nhà vệ sinh nam, ok. Ý nó phạt. Bên này nặng đô quá. Nhà vệ sinh thì chắc không mở rộng ở đâu mà tôi nhân bản ra một cái nữa luôn á, chắc đậu bên đây nè.
Chắc bán tí nữa lên thôi. Ôi chết rồi. Sự thiện mình nó âm khủng khiếp vậy nè. Lương giáo viên thì ok, thì vật chất cũng ok luôn. Cái này lớp chọn quá không? Lớp chọn thì chắc chưa lớp 2. Không có tiền. Chết rồi, cái này cái ngưng lại thôi, lỡ rồi đó, lấy 5 điểm thôi. Sáu mốt, năm ba, 36. Không. Cao quá cũng khó. Bây giờ làm gì ta, tôi tính làm gì quên mất rồi. Phòng này cũng mới cần cái gắn máy lạnh á trời. Có ai ở đây đâu. Điện đâu mà chịu nổi gắn cái phòng bà lớn đây. Khoảng 300 ô quá.
xây thêm cái cầu thang để đưa xuống dưới. Tấm thang này là sao? Đi. Nghệ thuật rồi, ok. Chưa được, chưa được, không nổi đâu. Bên này thì nó thể dục thể thao không à, bên này phải có ký túc xá lận. Trời ơi, nguyện vọng nó tới 4 điểm. Giờ còn lâu lắm mới lên, mình lên trường cấp tỉnh này. Cái này nó bán mãi mà chưa lên đó, không lẽ cho nó đi đào tạo luôn, tốn tí tiền ở đây. Tới 7 ngày lận, không ổn cho lắm. Năm năm này được nè, chứ tốn cái kia là tới 10.000 là chết luôn á.
bác sĩ này tới 71 luôn nha. Mình lấy về mình thay bác sĩ cũ luôn á. Mà lên được 48 mà. Buông 7, 48, 37, 55. Rồi, ok. Nhân viên y tế. Bên này thì không có chứng chỉ thì có làm được nhân viên y tế không ta? Hai màu đầu bếp này có khi tôi thay luôn nè. Rồi hiện tại thì ok, giáo viên bên đây thì chắc là từ một số giáo viên này. Có lọc thì sẽ lọc giáo viên chủ nhiệm thôi nè, đâu ra nè, nhưng mà phải đẩy đào tạo mấy giáo viên kia lên đã, có thời gian tính. Quá trời cái đó. Hết nửa tuần rồi trời, lấy nửa nổi không đó. Nãy tôi điều người nắm máy vô đây rồi mà ta. Đó giờ bán buôn ngon nhẻ nữa.
Cái này bị cái gì nữa đây, không có tầm nhìn. Đầu bếp 49 không có chứng chỉ, không được. Thấp quá. Vô lớp 2 mà nó nhấn không kịp đậu hết á. Chết rồi, hết cái lớp sức khỏe của nó rồi. Có hộp quà Giáng sinh nữa, mở đâu? Hộp quà Giáng sinh. Cái này hộp quà Tết mà. Hộp quà Giáng sinh mở đâu trời? Phải nghiên cứu lên tới 83 luôn. Đào tạo thêm giảng dạy đi, cái gì đi giảng đứng lớp 10 lần có 5.000 à, biết luôn. Năm 58 cũng thấp, 71 luôn à. Đầu bếp mà 71 là ngon dữ lắm nha.
ơi, cái lốp nó quậy. Có tiền 50 ngàn rồi, bắt đầu tôi xây cái khu giải trí bên đây luôn. Vậy là phải có tầng 2 nữa hả ta? Phải có tầng 2 thì mới xây được cái đó. Cái thư viện nó tới 2 tầng lắm. Tầng gỗ thôi, cho nó tiết kiệm. Rồi hết luôn đi. Tôi còn đi. Có mười mấy ngàn giống như. Ăn ngủ được 4.000 nữa. Mấy đứa này nó quậy quá à. Không học hành như vậy nha. Hiện tại mình lên top 3 nè. Có siêu thị trong trường luôn. Cái này thì chưa cần. Xây cái khu vui chơi cho nó. Rồi học hành đi, học hành đi. Mình tập trung vào khóa sau á. Tôi sẽ mở thêm một cái lớp, phân lại lớp thành nó chuyên nghệ thuật luôn. Bảy đáp trực thăng trời ơi. Này tôi sắp nghiên cứu hết rồi. Tới đó là gần như mình phá đảo game luôn rồi đó. Rồi, tạm cái này trước đi. Này đơn giản, nhanh gọn. Đầu hỏng quá à. Cái gì đây? Con tường lộc gì đây? Một quà Giáng sinh. Giáo viên đứng kế bên mà nó không quậy gì nào. Nó vi phạm nhiều quá mình có thể đuổi học nó luôn. Rồi, ok, mình có tầng 2 con nghẻ rồi đó.
Nhưng mà méo cái đường đi qua đây hả? Này bị sao vậy? Không có tầm nhìn, mất cái cửa sổ rồi. Cái phòng này bằng nhau, toàn bộ là bằng nhau hết, mỗi cái này hơi nhỏ. Ấy da,
Rồi, tạm ổn. Bây giờ chúng ta bắt đầu xây căng tin. Có một cái siêu thị luôn nào. Mười tám ô. Cái này bán nhiều thứ phết đó chứ, kính cận tem thử thử vô vô vào bơi. Yêu cầu chứng chỉ buôn bán. Thiếu cái cửa sổ. Lắp đèn đi. Phong cách vừa phải, hợp lý, ok. Bây giờ còn thiếu cái gì ta? Thiếu nhân viên. Bảo vệ, đầu bếp, bác sĩ, giáo viên bên đây 67 được nào. Tuyển luôn. Tám không nổi, cấp 6 nổi, 63 ngon. Vệ sinh, một cái thú để đây. Cái thùng rác ở đây. Còn có 25 ngàn à,
tiết kiệm tiền đó. Mình có cái gì mới nè? Không, nhà phớp của mình có cái xịn sò. Nhưng thôi chắc xây ra đi. Đâu ta? Không có cháu đó nào đắp người tiếc à. Đây, có cái mèo khá là quan trọng, tôi phải chết mới được. Con game của tôi đã được mời vào cái sự kiện mà celeb Full Z. Đây. Ngon. Dev mới gửi cho vài cây game nữa. Show mát lại open. Được. Đây. Được lời mời invite vào ngày 23 đến ngày 30 là hai con game của tôi làm nè. Rồi, ok. Anh em đợi tí, tôi điền cái form vào game này đó. Ok, tiếp. Nãy chúng ta đến đâu rồi ta? Nãy giờ làm tí công việc cũng khá lâu rồi đó. Này lên quản lý, lên tới trình độ đi dạy luôn. Đâu không? Để từ từ mình lọc lại những ai quan trọng đi thì mới cho người đó đi dạy. Hiện tại mình có thể thanh lọc được là Falcon này nè. Falcon này có rất là nhiều chứng chỉ luôn. Nhưng mà chỉ số 49 thì hơi thấp. Bây giờ trường mình yêu cầu cao rồi. Bên này cũng vậy luôn. Mình có thể tuyển nhân viên mới về thay thế hẳn thanh niên luôn á. Mình có nhân viên nghiên cứu này hiện tại chỉ mới có là 38 nè. Tôi không biết có nên đầu tư thêm không. Kệ cho đi luôn đi. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ xây một cái mà số khu tham quan bên này. Cơ sở tham quan. Thư viện trường khá rẻ, chỉ có 5.000 thôi. Không đủ tiền. Không đủ tiền luôn. Trời ơi, tốn kém quá anh em ơi, cái nào cũng 30 ngàn nữa nhanh lắm. Nghèo như sên luôn rồi. Là một bài thơ đi.
Nó chết rồi, nó báo như thế này là mình sao xây được. À, bấm vừa khởi công rồi lên. Ok, không sao. Ở đây tôi sẽ xây thêm một cái cổng nữa. Mà không biết có nên làm cái cổng xiên sò như vậy không. Một hai ba ba ô này là gì, tăng từ 400 lên 700 hả? Thanh niên mặc đeo kiếm nâu nâu, tóc tím tím nâu nâu. À thằng này chỉ số cao lắm, tăng lương cho nó đúng rồi đó. Thằng này chỉ số 67 mà không làm gì hết ta. Giáo viên xã hội nè. Năm 9, 53, 39, chỉ số cũng cao nữa. Mấy này, nhồi quá. Này nó hiện cái này là cái gì, cái này cũng bơm sùm đó. Bây giờ thay cái vàng giáo viên chủ nhiệm yếu yếu kém kém đi này, được 41 51 nè, 49 giảng dạy, nhưng mà nó giáo viên nghệ thuật không thể đuổi được. Này chắc đuổi được. Sợ đuổi là có một số môn học á, nó yêu cầu cao là mình không có giảng dạy được. Nên hết học kỳ này tôi mới đuổi. Nội thất, vệ sinh. Cửa đi nè, xây thêm cái cổng chính xịn sò vô. Cổng 28, cổng 50. Đó. Quá trời học sinh của mình nó ngủ đông như vậy này. Này là gì? Làm sao mà mở được 17 hộp quà Giáng sinh vậy? Hay là phải trang trí mấy cái này? À, phải trang trí mấy cái vớ này nhiều nhiều vô.
Này mở phá hai cơ sở luôn nè, mình chưa có tiền. Giờ trường học của mình nó vận hành là ổn ổn định dữ đó. Bây giờ xây được mấy cái bồn rửa cao cấp luôn, xây được ở ngoài sân luôn nè. Sáu bốn tám này quá thấp đi, cấp 7, 7 lâu lắm. Năm sáu bên này có 58 ngon hơn. Sáu mươi lăm bên này chỉ số vẫn ngon hơn. Bán hàng 73 luôn à. Mày cũng 73 luôn. Vậy thôi lỗi hết. Bán hàng 73 hả? Nhưng mà không có chứng chỉ nên tôi cũng khá là đắn đo. Nhân viên y tế này chắc cũng có thời gian rảnh đem đi đào tạo luôn à. Trời. Đủ 30.000 để xây cái thư viện không ta? Phá sản. Chính thức phá sản. Thank you.
Tầm tiền tầm 71.000, đi thôi nụ thôi, đi thôi nụ thôi, hết rồi, hết rồi. Học sinh của mình bây giờ nó đã lên nguyện vọng mới, trường sắp phá sản rồi em ơi. Em ơi, trường chúng ta sắp phá sản rồi. Đừng có bắt nạt nhau nữa. Ai? Trời ơi, có 6 điểm mà ông cốc ơi. Thôi 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 thôi. Quản lý trung cấp luôn. Nhưng mà sao có cái role quản lý này là sao ta? Người chuyên về quản lý luôn á. Bảy. Cái bảy. Bảy. 4 lần rồi đó nha. Tám. Cấp 8 thôi, nghỉ 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 nghỉ. Trời, gia cha tốn tiền quá. Ông cháu nào đắp người tiếp nữa đi. Nhận được mèo quá nè. Chín là bằng với 108 mà. Rồi giáo viên của mình lên xe bốn bánh cái danh. Sao không chọn được ta? Rồi bị bút nó giờ, bớt nó giờ không chọn được. Trời, nó đánh bạn như đánh con vậy á. Rồi nó đánh bạn rồi. Tôi đuổi học này luôn bây giờ. Bé này, nhóc này. Cũng đỡ, chưa có quậy lắm. 65. Chỉ số yêu cầu rất là thấp luôn nha. Buôn chính thì thấp quá. Sáu mươi năm. Nhìn cái mà avatar ngủ đét luôn á anh em ơi. Nhưng mà giáo viên của mình hơi bị nhiều rồi. Này chắc sa thải thứ hai. Ba này cũng rất là thấp nè. Giáo viên thể chất nè. Thay luôn, thay em này luôn. Có giáo viên thể chất nào mới thì tôi sẽ thay. Tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên. Bốn mươi lăm à. 59 được nè. 59 chỉ số nào cũng rất cao nhé. Giáo viên thể chất chủ nhiệm 43. Chỉ số nào cũng thấp hết trơn thì bye bye thôi. Mô đun quản lý có vấn đề hả? Thằng đệ của mình hồi xưa nó đi học về bây giờ nó lại rảnh rỗi nữa này. Thằng này là cái thằng lúc trước tốt nghiệp về trường mình đó. Đâu ta? Trong ván này. Bây giờ mình cần thêm một giáo viên nghệ thuật nữa. Bây giờ giáo viên tự nhiên của mình thì chỉ số dạy khá là cao rồi. Tiếp theo mình loại luôn mà để bon cá tơ nè.
Nghiên cứu 61 thì cũng ổn lắm, nên chắc chưa cần thanh toán vội đâu. Giáo viên xã hội 57 cũng được. Quá trời tụi nó đó mà bắt nhạc nào bắt nạt dữ gì ta. Bão phá rất là nhiều khu vực luôn. Trời ơi ông làm gì nào. Trường 58 học sinh, ngon đấy. Tổng có bán là tăng kiến thức xã hội nhưng mà không ghi bao nhiêu. Người đã sống qua 2.500 năm, sư phụ ông đã mất gì để dựng nên một tạo niềm tin của mình trong lĩnh vực giáo dục, thế là ông đã trở thành một con người vô cùng lý tính và thấy thất vọng cho con người là người đã sống một quãng đời dài đằng đẵng. Ông coi người khác không hơn gì một hạt cát sẽ vùi lấp trong vòng thời gian vô tận. Ta coi là có thể đọc được suy nghĩ người khác trong chốc lát. Ông thấy hứng thú với mọi môn học và cũng rất thích là thi đấu. Trời ơi, bãi đáp trực thăng rồi, thôi 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 thôi. Trên này tôi chưa khám phá nè. Khu này mình mà mở ra nó không ta? Rồi tiền nó nhảy rồi đã không? Bên này bán ấy gì ta? Năm chín à, năm chín tạo lấy 65 trên này có nghĩa hơn. Bỏ 25 mà bỏ luôn. Giáo viên tự nhiên bỏ luôn. Ông này nhìn ngầu đét à, nhìn nó muốn tiễn luôn đó. Nhưng mà mình cần không, giáo viên tự nhiên bây giờ cũng khá nhiều. Cho bắt nạt bạn hoài vậy, mấy đứa này còn là gái bắt nạt trai mà. Giáo viên đâu? Ủa sao đứa nó ra đây được? Cái mèo nào đưa nó ra ngoài đây luôn. Rồi thi xong cái này thì chắc là tôi ra giúp bà quay cho anh em mày ngừng ở đây luôn. Đậu hết nè, đậu rất tuyệt vời luôn á, đạt điểm tối đa nè. Chỉ có cái lớp này hồi nãy là hơi khó tí thôi nên khoảng 9 đứa là không đạt điểm tối đa, còn lại hầu như là tối đa hết luôn, anh em thấy chưa? Đó là trường tôi lên là top 2 nha, trường cấp tỉnh rồi đó. Mình vượt qua hai cái trường luôn nè. Nữ sinh Hồng Trà gần gần mình nè, phổ thông của anh Đạo cũng gần gần mình đó nè. Trường này thì chắc nó nằm ở khu vực mình chưa có mở khóa nên chưa có thông tin gì nó. Đó anh trăm ngàn ngon. Lên được tới 41 điểm luôn nè. Phố thư mặt ha. Bây giờ mình đào tạo được mấy em này rồi. Quá ngon. Thôi không biết tuyển thẳng là cái gì. Giáng sinh rất là vui vẻ luôn. Mặc dù không hoàn thành sự kiện cho lắm. Quá nhiều thư luôn. Thí sinh Hồng Trà. Ghen tị hả? Ghen tị thì cố gắng đi.
Học sinh càng đông rồi, cố gắng lên. Rồi, quá khen. Anh gửi cho mình ba cái bức thư quá. Tết Nguyên Đán. Tết. Sao mà có dấu chấm than đây ta? À, lớp 11 chưa chỉ định giáo viên. Giáo viên đây. Trời ơi, thanh niên này một đống chứng chỉ bằng cấp luôn. Đúng là anh tài viết gồ luôn á. Mà cái kia có 49 à, chắc tôi đưa lên luôn. Tôi sẽ cố gắng đưa thanh niên này lên. Lớp 11 chưa chỉ định giáo viên méo gì đây nữa. Ừ? Sao lớp này lại có 5 đứa ta? Ở đâu ra 5 đứa này tôi không biết nữa. Trời ơi, đáng chí một dọc luôn. Đầu tư vô cái tiếng này mới được 100.000. Ngàn rưỡi, ngàn rưỡi. Nên đầu tư thêm không ta? Cái phố Thanh Thạch này là cái khu phố đầu tiên của mình luôn. Đa phần là nhà khá giả nên họ cung tiền rất là thoải mái. Nhưng mà 100.000 bây giờ đầu tư đi. Khó nha, mấy cái này rất là khó đó. Bây giờ phải cho nó vô lớp chọn á thì mới được. Chọn cái này là gần như nguyên một bên một cái đứa này, 15 người trên tầng là nguyên một lớp luôn. Cũng được thôi. Trầm cao. Bển chính luôn nè. Một trăm ca đó trời, đầu tư khiếp. Phố Maxwell này cũng có thể đầu tư được. Đầu tư cái phố này lên thì cho nó học chung với bên kia luôn. Nhưng mà có đầu tư thì đầu tư tiền trước. Phố này nó học tốt nhưng mà nó hơi nghèo. Này thì bên xã hội. Đây, lớp chọn đầu tiên của mình. Mình cho vào lớp 11 đi. Đợt này lớp chọn là khối cấp 1. Xóa hết đã. Hai điểm là đủ, hai điểm này cũng đủ luôn. Rồi ok. Còn lại đây là tập đọc. Trí não, tập đọc. Trí não. Rồi, quá đơn giản. Lớp 1 này mới gắt nè. Nó học văn rất là nhiều luôn.
mình sẽ xếp trái với bên này, tức là 1 2 4 6 thì mình cho nó học văn. Đây. Đó, quá ngon nghè. Mình tập trí não, mình tập trí não. Thậm chí bỏ hết cái này ra nó vẫn đủ này nha. Rồi, ok. Di truyền học cũng hơi nhiều á. Thôi, tạm thời cứ để như thế này đi. Giáo trình là sao ta? Nhưng không hiểu mấy cái này cho lắm. Để coi lại cái mà tuyển dụng đây. Tuyển sinh đây. Phố đất đen này cũng khá là dễ. 12 học sinh trên tầng 15. Phố cá tính này nó hơi quậy à. Tôi không muốn cho tụi nó vô nhiều. Phố trúc kê với mà thư mặt này nó học chung với nhau được. 5 với 7. Phố đất đen thì mình lập kế hoạch rồi, còn lại cái phố thành thật. Phố thành thật. Mình đầu tư vào cái vốn này hơi nhiều rồi đó. Quên chưa chết nợ nữa. Trời ơi, chết phụ rồi. Mùa này tiết bổng rồi đó. Lễ hội này đang là Tết ta. Tết Nguyên Đán thì lần trước là tôi dán ở đây rồi nè. Ủa mất tiêu giờ này. Bao lâu nữa, 6 tiếng rồi là sáu tiếng nữa có khi nó học hết cái buổi sáng mất tiêu rồi đó, nguy hiểm mà lại bắt nạt. Đây cái này quan trọng nè,
Đó, hiệu trưởng ốm lại bớt nè. Nên giữ gìn sức khỏe. Cộng 15 luôn. Cũng được. Thể lực tăng mạnh, tăng trí lực, tăng học lực, không có tăng nghệ thuật. Ủa, chúng ta ăn gì mà dưới vậy nè? Nóng thì từ từ mới đánh nó lên chứ sao mà lại báo. Đó, hết chấm than rồi đó. Làm gì tay đây, tập thể dục á. Có một lót đào tạo nè, coi tập trung đào tạo ai đã. Khoan, thì coi là cái cánh giáo viên này. Hiện tại có hai người này là cao thôi, một người này là tạm ổn nè. Năm chín đèn cảnh phải không? Năm chín đèn cảnh thì tôi cho này đi đào tạo luôn. Đang đào tạo. 59 mà hai cái 53 thì cũng được rồi, không cần nhiều nữa. Cái gì nữa đây, có cái gì đây, rồi thăm dò chỗ về. Có tiền thì đưa một số nhân viên đi. Ba chục ngàn đó, đi cái này là tốn tiền hết đó nha.
Ui, nãy giờ quên tuyển sinh, trời ơi. À không, còn 3 tiếng nữa lận. Sáu mươi lăm, bên này cũng 65 thì có tiễn tôi tiễn ông này nhiều hơn. Bên này bắt về đi dạy luôn á, chuyên viên quản lý mà cấp 7 lận, không đủ tiền. Bán hàng 73, bảo vệ bác sĩ quản lý, bác sĩ thì không cần, bảo vệ cũng không luôn. Quản lý cấp 7 này lâu lắm. Tôi còn cái gì chưa xây không ta? Quên nữa, mấy câu lạc bộ của mình. Mấy đứa này lo đi học đi. Thi đấu nha. Rồi còn câu lạc bộ rồi nữa ta. Đây nữa nè. Cái gì mà dữ vậy nè? Trời ơi, thôi đó 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 đó. Ông làm game này ông rảnh dữ. Không đủ giải đấu nào hết. Kệ, từ từ cứ rèn luyện dần lên, sau này cái trò cứ thoải mái. Cái gì? Sao lại có đứa thi rớt ở đây? Từ 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 từ. Mấy đứa này thì vô. Ba đứa này thì vô lớp 11 nè. Hai đứa chuyên văn, hai đứa chuyên toán.
Nó mất hai lớp sức khỏe rồi nên đẩy qua lớp 11. Như thế này thì nó dư pha không ta? Hơi thiếu sức khỏe. Thằng này lại thiếu một bài sức khỏe nữa. Bớt cái môn văn cái là nó rớt liền à. Không được. Bây giờ làm sao ta? Nó thiếu một tí điểm thể chất thôi. Chứ cái nào cũng được cho anh, bây giờ còn mỗi nhỏ này thôi. Khó vãi. Tình chịu. Người tên gì ta? Anthony Allen. Tí nữa mình còn tuyển một phá nữa đó, chưa hết đâu, 6 tiếng nữa. Lúc đó thì hơi bị tôn đó nha. Lúc đó thì chắc không tuyển nổi. Anthony Allen. Thằng đến ở đâu ta?
Bây giờ có cách nào cho nó khỏe mạnh lên tí không? Nó đây. Thấy không có hiệu quả gì hết. Bây giờ có khi là cái lớp 11 này. Dĩ nhiên là phao cốt. Tí nữa mình đưa đào tạo hình thanh niên phao cốt này lên. Bây giờ nâng lên bậc 4 là không nổi rồi. Một trăm ba chục điểm thì no hope luôn á. Bảy mươi chín hai đến năm. Cái này có khả năng. Như một cái lớp như thế này có khả năng. Nên chắc hy sinh cái lớp này luôn. Trang trí cộng 6 cộng 5 cộng 7 cộng 15 lên bậc 4 luôn kìa. Lớp 13 phải không? Thì xin cái lớp này. Tập đọc hai cái rồi. Như mình đang chéo lại trí não đọc.
Cái này là thì lại dễ dàng hơn nè. Lớp bên này thì nó khá dễ. Nó thiếu ở trên toàn bộ ba chỉ số trời, không biết đỡ làm sao luôn. Khổ quá. Trường cao đẳng kiến trúc cảnh quan. Là mấy đứa này nó đến từ cái chỗ nào vậy ta? Ba 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 nè. Khoan khoảng cái này không? Ba 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 ba. Rồi đúng luôn. Nó là cái này, nó là cái lớp này, mình phải đầu tư thêm. Sạch điểm luôn đó. Ba điểm thôi mà tới cả ngàn. Năm trăm là không nổi. Bây giờ làm sao giờ hư để học sinh nó rớt hết à. Bảy mươi bảy giáo viên thể chất 77 được nha.
Rồi đợi nhận khóa nhập học đó đi, rồi mình tính sau. Rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Game này đau đầu quá à. Mỗi lần chơi 3-4 tiếng. Tôi gà tôi ghép vào quay cho anh em cái nữa mới được. Anh em đợi xíu. Tôi cũng đang mở cái mới á. Anh em là gánh rảnh thì vô đó. Đây, video dép, tiền thớt. Đây, anh em nào ghép vào quay thì cứ vô đây. Tôi fix của tôi. Hoặc là tôi mà ghi ở dưới cái phần bình luận trên mà video hết á, vô mở cái mà quay lên thì anh em cứ thấy tham gia là bấm vô đây tham gia được, bấm vô đây nó sẽ mở ra cái form cho anh em. Thì anh em vô hầu hết mấy cái video trên kênh tôi á, do video đây lấy ví dụ là cái video này, anh em vô anh em xem video thì hầu hết video nào ở dưới ở phòng mô tả nè như này nè thì đều để cái link giveaway hết. Anh em cứ bấm vô link giveaway là cái link này nè, nó sẽ mở ra cái form như thế này. Anh em chỉ cần một trong số mấy cái nick này được, cứ lúc nào mà tôi mở giveaway thì anh em bấm vô chữ tham gia ở đây, anh em bấm vô nó sẽ mở ra cái form đó. Anh em chỉ cần điền một trong bốn cái nick này thôi, anh em coi qua YouTube thì điền cái nick YouTube anh em vô, rồi bấm chat đây điền vô, bấm gần phim là xong. Khi anh em điền vô thì nó sẽ hiển thị qua bên đây nè, đó hiển thị qua bên đây. Thì bây giờ hôm như hôm nay tôi bắt đầu ghép vào quay cho anh em, đây có khoảng 17 anh em thôi nên chúng ta vô quay. Không biết nó trùng ai không á. Quang chọn cái cột này, sort by A đến Z. Rồi, ok, không ai trùng hết. Rồi bắt đầu quay nha. Lần này thì cũng hơi trễ rồi, nên chắc là lần thứ 5 ăn luôn. Rồi 5 win. 4 lần đầu chủ yếu là tăng Z thôi nha. Cái tầm sai 10 giây. Ok. Nhạc nghe mà giống mấy con game mà điện tử băng hồi xưa quá vậy. Rất thú vị luôn á, nghe cái nhạc này đúng hoài niệm về mấy con game mà điện tử băng hồi bé mà ra quán net chơi một tiếng mà 1.500 2.500. Vua mèo á hay là Hikari thanh niên này mới hả? Tôi nhìn thấy cái tên khá là mới. Hiếu 613 hay là Lê Duy Anh? Hiểu rồi. Ờ Lê Duy Anh vừa mà khích vô đây là cách nhau có một pixel à. Nhưng mà anh em chỉ tăng tỷ lệ lên thôi. Như hồi nãy chúng ta là có nhiêu à? 17 người. 17 người thì trung bình tỷ lệ của anh em là 6% một người. Anh em quay được thêm một lần nữa thì anh em tăng được khoảng 5% nữa. Thanh niên nguồn còn nghe với chúng ta đây. Người chưa bao giờ trúng giải đây. Rồi tiếp lần thứ 5. Ê khoan khoan khoan. Rồi lần thứ 5 này đang ghét nha, lần thứ 6 ăn luôn. Tôi quên chỉnh cái 30 giây rồi. 60 giây rồi. Đây. Lần thứ 6 này chúng ta win luôn. Cái visa. Rồi, lần này là chúng ta ăn luôn nha. Tôi vô cái tầm sai. Đẩy lên cái thời gian 60 giây. Hình ảnh thì ly cà phê đi. Tối rồi. Nhân đông 22 anh em là trung bình anh em là mỗi người khoảng 4.5%, 4.7%, ai có tên hai lần thì gần 9%, hơn 9%. Rồi còn anh em nào trúng giải thì đợt này game nhỏ thôi, tôi cũng đang mở cái đợt kế thì game khá là to. Nghe tiếng nhạc này thì nó giống cái nhạc Trung cổ, mấy cái bản nhạc trong cái quán bar Trung cổ hồi xưa. Rồi thanh niên Lê Duy Anh có khả năng không? Không rồi, chơi khá là nhanh này. Chúng ta không dừng qua Lưu Bị hay là Ngu Còn Nghèo đây. Kìa tôi trúng giải rồi kìa anh em ơi. Phải không đó?
kèo này là chắc ăn rồi. Rồi, ngưng được rồi, đừng có đi nữa. Ngưng, anh em Minh Chiến cũng trúng nhiều lắm rồi. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng anh em Ngồi Còn Nghèo đã trúng giải. Ngồi Còn Nghèo của chúng ta đây, là thằng này đây, chính là tôi đây. Cho anh em coi Facebook luôn để minh chứng đây chính là bản thân luôn nha. Đó, anh em thấy chưa? Chữ NCN là viết tắt của Ngồi Còn Nghèo đó. Chúc mừng anh em đã trúng giải. Tôi sẽ tự trao phần quà cho chính mình. Đây anh em thấy tấm hình này chưa? Đó, chúc mừng anh em. Chúc mừng bản thân nhé. Rồi. Ok bye bye anh em. Tôi trao giải cho tôi. Cái này con game cỏ thôi anh em cứ yên tâm. Thì tôi trao giải cho tôi xong rồi tôi cũng dùng con game cỏ đó, thì thêm cái giveaway nữa cho anh em à. Nên nó cũng là nước chảy vô ao ta thì nó cũng đi đúng một vòng vậy thôi chứ không có các bị máy. Thì anh em cứ tham gia đợt tới đi. Cái này game nhỏ khá là bèo nên đợt tới tôi đó tham gia giveaway game này nè, giới thiệu cho anh em luôn cái form form đây. Đây là con game là Infestor Smith à, 33 game anh theo. Đây là một con game về dạng mà điều tra trinh thám phá án, anh em sẽ nhập vai vào một cái thanh tra nào đó đi đến cái vùng đất này khám phá những cái bí mật trong cái cuộc sống của dân cư. Game này là của Nga nha. Đức hả? Tôi tưởng của Nga chứ. Nhầm rồi, sorry anh em. Tôi tưởng con game này là của Nga. Tại thấy khá nhiều anh em Nga comment. Nhưng hóa ra game này là của Đức. Game này được làm bằng Unreal anh em. Lúc trước tôi chơi đó, thì nó tới đâu khá là tệ. Cái phiên bản gần đây hình như họ cũng đổi tên game luôn. Lúc trước tôi nhớ là 33 ghi ảnh theo thôi. Thì sau này họ nâng cấp Unreal Engine 4 lên 5 á. Thì nó có tối ưu lại rất là nhiều. Con máy của tôi nó cũng chạy khá là trơn tru rồi. Chứ không đến mức còn quá ngốn cấu hình. Anh em tham gia con chơi con game này á, phụ thuộc vào rất nhiều chỉ số luôn. Đó. Nên cái mà phải đọc chữ rất là nhiều nha. Anh em chơi con game này thủ trạng điều tra trinh thám phá án mà đương nhiên phải đọc chữ rất là nhiều rồi. Tôi không biết có bên nào hỗ trợ việc khóa cái chữ Google dịch để anh em đỡ đọc không. Nhưng mà con game này anh em phải là đọc chữ rất nhiều á. Đây. Gần đây thì mới bị mít xịn tích. Game này khoảng 2 lít nha. Giá cũng không rẻ đâu. Rồi, anh em nào muốn giúp bà quay con game này tham gia. Có thể mà nhiều anh em không thích dòng game này cho lắm. Nhưng mà cứ tham gia chơi cho vui cũng được. Rồi, ok, bye bye anh em.